快点，赶紧过来。那叫，来，请你家孩。你讲呢？对，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 
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thằng hết. Nó có lên giá rồi. Thank you.
To ngon lắm. Cá to cân bao nhiêu chị? Con to này 30.000 một cân. Cá bé cân bao nhiêu? Cá bé 20.000. Cho em cho một cân. Cho okay, em một cân. Cá này ngon lắm. Chị bắt là ao ngon lắm. Cho một cân. Mấy con này lấy ba con này ra. Bao nhiêu đây? Mấy lạng em ơi.
Hai mấy nghìn? 20.000. Này, con này sắp chết rồi. Bán hết chỗ này cân lên xem bao nhiêu tiền em gửi. Cân lên thì bán rẻ thôi. Này con này đâu vậy? Một cân ba em ơi. Rồi. Em hết 40.000 ạ. Sửa lỗi rồi, cái mài giáo to rồi, thế nào? Chưa. Tên thôi, tên này, này, chưa. Sửa. Dám chết. Cô tay cô bé hôn là hôn mì Thank you.
Má ơi, ta mà hàng yên kết lại cả. Thật cái này, không mãi nữa. Ôi, tao ăn chìa là tăng cái chìa. Chị hả nhá? Chị làm chủ ạ. Chị lại đi kết thúc lại nhưng đây giả lại. Ừ. Đi làm hết rồi đấy. Đây đây là mẹ anh, còn đây là chị gái. Hôm nay mới đến đầu tiên. Này là giờ toàn như miệt xịa nhầm à. Nói chồng ba à, tỏ chi nhầm tại à. Đây đây. Tại chồng ba. Mà đã này là bên này là toàn như miệt xịa bên này nhầm kia thành phố. Nên tối nay thì chị mình tổ cắt thuê về sẽ tàu tôi đi để hết nên mạch hóa tụ hà lên nhà thì cho chị tỏ tối nay từ cái bùa ma cả đã tỏ với hoa tỏ tay giả phải để tỏ tay bùa từ cái xuân hiền bùa ma kiểu đó tỏ bùa hiu kiểu đó có hiu tỏ thôi chứ có những cái dầm dầm nhau nên 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 đi thành phố tỏ từ cái này thì như thì nó hay nó vẫn để tới dầm tối nay hà này vừa chặn tàu này con rồi có dầm tôi chia nha để bây giờ xem mình cá nào hả đi hoài chỉ xuống xuống lên mày không ai nha xin có tỏ xuống à dầm tôm tu lẽ do toàn bảo quản nó nè như cả con cái nền là chị hiện này này thế này này hắn nhiều đây đây là nhà anh còn đây đây là chị đây là mẹ còn nhà anh như thế này thôi nhà anh như này có lắp được điều hòa nhà anh không lắp được điều hòa mình chỉ dùng cái quạt ba cánh này mình chỉ quạt thôi. Ở đây nói chung là trên quê mình yên tĩnh, trên này nó yên tĩnh lắm. Nói chung là ở được mỗi anh mẹ anh ở suốt sống già như thế này sao chẳng ở được. Mình sống ở trên quê bao giờ cũng sống gọi là bình yên hơn ở dưới thành phố. Ở dưới thành phố nó ồn ào lắm, anh sống anh cảm giác không quen. Ở trên này cũng được, ở trên này mình trồng ngô cây lúa thôi. Thế nhà chị như thế này đấy, mẹ chị với mẹ sống như thế này đấy.
Chị anh ngày xưa học cao đẳng về mà, chẳng qua bây giờ sống ở thành phố chị sống không quen thì cứ sống ở quê thôi. Thế anh không nói sớm. Đây chị giới thiệu, chị cũng nói chung là tiếng phổ thông thì chị cũng biết nói nhưng mà còn mẹ mẹ thì không biết đấy. Nhà chị sống như này đấy. Không như thành phố bọn em đâu. Nhưng mình chỉ cần thuê cho tôi nó xe nè. Xe này mình đáng hề bọn nè. Có tu xe cho hơn mà anh mình hà lao ấy tu tu thọ à mà mình á tu cả mà mình nãy mình ngay hè mình xếp không nãy mình xếp xe gì vậy trên quê mẹ chưa thấy xe này nhiễm hại mình xe nó làm vô tổng chưa tỏi như mình hà lao gì mình tu ha này này nếu mình xếp hè thuận trao nhờ nếu mình xếp hè đang vui chập chờ đi trao nên mình xếp hè nãy mình hai này mình xếp xe xe cho an toàn lặng thế thôi nhiều phui vua hè nãy chom hè tên miền cuối phú bình ô chị mình tu này chị đi được không em? Cho chị thử xem nhé. Nhưng bây giờ chị có biết đi không thôi. Ui, đẹp nhỉ. Mà vừa hẹp phải peo lắm. Ừ, peo lắm. Thế thành hóa để tòm vô mày tập xe. Xe êm thế. Ừ. Chiều tối cho mẹ tập xe để cho mẹ. Thế là tặng cho chị đi. Ui, đẹp. Mà phải peo. Ừ, peo luôn. Thôi em ơi vào nhà đi nóng lắm. Đi vào nhà em ơi. Chị sẽ cho đi. Ừ, đẹp. Trước khi anh chắc, làm rồi chắc các em đi đường xa mệt cứ ngồi nghỉ ngơi, chị đi nấu nướng. Vâng, đang nấu dở ấy. Vâng, chị đi nấu cơm. Thì bọn em ăn, bọn em cũng đói lắm. Đây em ăn này. Bây giờ giường của anh còn đây. Điều hòa ở quê anh này chạy bằng cái này này. Đó. Ui, nó quay được đây này. Sớm. Nhà anh như thế này, nhà anh điều kiện lắm rồi ấy. Ở làng anh. Phải. Anh bảo nhà anh xây rồi. Hai đây, tầng. Đây, xây. Hai tầng, tầng trên. Không được đâu, anh chỉ 2 năm anh chưa về nhưng mà cho nên cho đâu chắc vẫn có khách gì. Mát không? Như này nhà anh điều kiện lắm rồi ấy. Như người có bảo là làm thế nào vậy? Số ở đây ra mà ở được. Quạt thì không có, điều hòa không. Nhưng ở dưới kia nhá, thì điều hòa hay khi sống ở trong điều hòa trong ngoài nắng thì cũng chịu đựng đâu, tin quen. Như này thôi, rất là yên tĩnh cho em nghe. Một tiếng nó một con xe nó qua ở dưới kia, rất này xe to nó qua thì khi sống được thì khó. Em không biết thôi, chứ quê anh sống như này ngủ thoải mái lắm. Không bụi đâu, ở đây xem. Không bẩn đâu. Ở đây sống thoải mái mà, yên tĩnh. Bây giờ em cảm giác quạt ở đây nó sẽ mát hơn ở dưới kia không? Nó dễ chịu hơn nhiều đấy. Thích ăn gà tí mẹ mổ gà cho ăn. Thì mấy đứa vợ chồng mình xây dựng, vợ chồng mình mua tiếp mà. Mình có điều kiện thì mình xây hẳn một căn phòng riêng cho mình đi. Anh nhà anh còn có con trâu mấy hôm nay anh bán nốt để xây. Không sao cả. Mẹ anh cho mà. Cố gắng ở đây thôi, xong rồi anh bán xong con trâu thì mình xây một căn phòng riêng. Anh có với mẹ thôi, anh không có ai cả. Với chị gái chắc là chị gái để chơi ấy. Nên mình ở đây sống với mẹ thôi, ở dưới kia thì mẹ em đầy đủ luôn, có anh trai, chị gái nữa. Ở trên thì thôi, mình sống ở trên này cũng được. Nói chung trên này kiếm kinh tế nó cũng khó khăn hơn dưới kia một chút. Ở Bắc Ninh thì nó là khu công nghiệp cũng nhiều người để làm rồi. Ở trên này khăn hơn một chút, nhưng mà nhà anh có con trâu mà. Vì em anh sẽ bán nốt con trâu đấy để mà xây dựng một ngôi nhà. Anh muốn nhớ có ai ạ? Trên này gần núi rừng thì nó nhiều nhiều một tí. Nhà anh vẫn nền đất ạ? À? Nền đất mà nền đất thì mới mát chứ ở đấy. Nền này thì ăn cơm. Cũng mình giải bạc qua một lớp là được. Quê em nữa là hầu như toàn ở nền đất hết. Có khi hôm nay em gặp lần đầu tiên là em thấy bỡ ngỡ, nhưng mà trên này là
Chúa con hôm sợ thế là thế nè. Giờ sao mà thế là tại quên ra thằng nhỏ. À, hai ba người to lắm. Tất cả tại mẹ bảo đi lấy gà mổ cho ăn, đi làm lâu lắm về rồi. Không về rồi, bây giờ về mẹ lấy con gà mổ ăn. Gà quê ngon lắm. Ở trên quê mẹ chỉ có trông ngu, với lại gà đi bới được con sâu nào thì ăn con đấy thôi. Tức là mỗi buổi sáng thì chỉ cho vài hạt, rắc cho vài hạt ăn để mà giữ cái duy trì, để mà giữ sức sống của con gà, để người ta sống cho người ta đi bới tự đi tìm ăn mà. Gà trên quê ngon lắm, không cám kiếp gì cả. Được chưa? Thế bây giờ em ngồi đây nhá, xong là anh đi làm gà, xong là ăn bữa cơm cùng gia đình nhá. Không nói gì nhá, không được dỗi nhá. Không dỗi đâu, anh đi đi. Dạ. Ở đấy nhá, anh đi mổ gà. Gà ngon lắm này, toàn ươm luôn. Đây sống bình thường chứ, đây còn làm gì so với vấn đề gì thì cái gì đâu. Mẹ phải thương lắm mẹ mới mổ con gà cho ăn. Thì anh mổ đi, em có biết mổ gà. Thì em có biết ăn gà không? Em biết ăn mà. Thế ngon không? Ngon mà, nhưng mà em không biết mổ. Gà ngon lắm này. Thịt vàng ươm luôn. Gà chữ nuôi à? Ừ. Nhà em có hai đứa con trai, anh trai đi làm mấy chục năm chưa thấy về. Anh đi phải 1-2 năm anh phải về một lần rồi, có mỗi mẹ. Làm cái gì đấy? Nhưng mà đầy tình thương đấy. Anh làm cái gì đấy? Anh đi lấy cái gì đấy? Ui, cái này nuôi cá kỷ niệm, cả nhà ăn con cá 20 cân đấy. Đấy là nuôi cá mà. Đấy là nuôi cá mà. Đây em để trên kia đi, xong lại để không, cho anh em không để, để trên nóc tủ ấy. Em để trên nóc tủ ấy, bây giờ anh đang làm lông gà. Cầm bao, sao phải ghê. Ghê lắm ấy. Hồi lắm ấy. Thơm. Đi vào trong ngồi đi. Có xà phòng rửa tay à? Chắc hết rồi ấy. Chị có dao gọt thỏa không? Có, ở trên bàn ấy. Em lấy ra ngoài gọt thỏa mà ăn đi. Đây à chị? Ừ, ra ngoài kia. Quả chị để ở ngoài ấy.
Thật khô á. Gọt thêm đi, em ơi. Ngon lắm. Vâng, để em gọt thêm quả. Thật khô à? Mẹ, không biết là tình kinh nếu có cái gì muốn nói mẹ nói với chị nhé. Anh đi làm rau nhé. Em mua quả đâu ngon thế? Em mua từ ngoài kia vào chị ạ. Cái này gọi là quả gì nhỉ? Quả cổ nhỉ? Quả lê chị ạ, không phải ổi đâu. Chị cứ tưởng quả ổi. Đúng, quả ổi. Ổi trên mình cũng ngon như thế này. Đúng rồi, đây là quả lê. Quả lê. Thức ăn chín rồi. Chị dọn mâm để bày mâm ăn cơm đây. Đây. Cắt đi đã. Rơi. May mà chưa rơi ấy, mới rơi xuống nền thôi. Sắp lên cơm nhỉ. Em đói lắm rồi. Mình không có đi ăn để bắt tô nhá. Dù bắt tô mà. Lấy thừa bát à? Được lấy chứ. Em xong rồi đấy, chỉ xong chưa? Xong rồi. Nốt bát canh xong này. Ăn cơm. Ăn hết đấy. Chưa.
sáng chắc sáng mẹ mình nấu anh nghỉ. Thấp nhà anh toàn ăn trước khoảng độ ăn sau 2 năm đấy. Đây là hả? Em đi em đi. Mai này hả? Em ăn cơm. Mai này hả? Ừ. 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 Em chấm chấm đây ăn mặn mặn ăn ớt chấm vào thì anh dặn cắt rau cải cho rau xanh này. Hôm nay ăn tự nhiên chấm nước chấm trên quê nó chấm ngon lắm. Ngon ngon anh. Ừ, anh em không phải ngại đâu, trên này ăn cơm hay ăn nhanh lắm, ăn lúc xong nghỉ như ở dưới kia mình vừa làm vừa ăn vừa nói chuyện thì nó lâu. Chỉ có ăn cho no. Ăn đi em ơi, ngon lắm. Rồi con ăn thật giả ngon thật đấy. Thời gian mình thì thật ngon. Bắt bàn đi em. Dạ. Ăn mạnh vào. Anh chị gái của anh là đi lấy chồng không biết là nhà điều kiện không. Hôm nay về anh có thấy ăn đi em ơi, không phải ngại đâu. Ăn đi nhé, không sao. Trên này ăn uống thì không ăn nhanh. Lâu tôi về cho em cái tỏng. Vâng, em thêm. Đón á. Thôi anh ăn đi. Thôi ăn đi em. Ăn đi. Ăn này no. Chị ăn một chút. Chị ăn được. Chị ăn được. Thank you.
chị làm đi. Nắng không em cũng làm được đâu. Bây giờ đi đâu thì chơi được. Ở trên này có chỗ nào thì chơi, xem gà, khóe, có. Không, em không biết đâu, em muốn đi chơi cơ. Thế sự chị ở đấy sao không hộ chị làm cho người đi? Không, nắng mà em không làm được, em muốn đi chơi cơ. Thế mẹ được. Em muốn đi uống trà sữa. Ở trên này đi uống trà sữa. Không, em muốn đi uống trà sữa. Đi hộ chị gái đi làm tí xong anh đưa đi. Xa lắm ấy. Không, bẩn lắm em không làm. Thế đi, đi đâu chơi? Ra chuồng gà nhé. Ra chuồng gà nhé. Không, phải đi check in ở ngoài cái cửa. Không chụp được. Đi đi hộ chị gái đi làm cỏ tí. Không, không làm đâu, nóng. Thế, anh lấy ô che cho không, cái nón nhé. Không làm đâu, đi chơi. Đi chơi, bây giờ đi chơi ở đâu? Chuồng lợn nhé. Không, đi xem lợn. Huyện cơ. Ra huyện đi mấy chục cây đi kiểu gì được. Anh có xe máy mà, đi ra huyện cơ. Thế mà làm không làm mà đi đi, đi ra huyện. Làm đâu. Đi làm, đi xuống xem chị làm như thế nào đây. Không, bận lắm, nắng rồi không làm. Ui giời. Về trên này phải tập làm quen rồi. Dần với nó đi chứ. Em muốn đi chơi luôn. Thế đây của chị làm. Không, không làm cỏ nắng lắm. Trên này thì tập làm dần đi kiểu gì, mấy đứa mình sẽ sống ở đây. Không, bận lắm. Xem chị gái nắng lắm rồi kìa. Không, em không làm, xem chị làm. Anh cho em đi chơi cơ. Chơi về cái gì? Em buộc tao phải đưa em đi chơi. Làm cỏ này trồng cái gì đấy chị? Trồng rau ấy. Đây trồng rau gì mà trồng dưới này nhỉ? Kia mình vườn đầy sao phải làm dưới này? Trồng nhiều mới đủ ăn chứ. Còn nhiều hôm nay thì nắng nữa. Để em xuống chị làm. Ôi nắng lắm em không làm. Em đi chơi. Chị có làm được em chị một mình ở đây khác làm nắng thế này thì thôi là em cứ đi chơi đi để chị làm được rồi. Chị làm một tí nhá, xong là em đưa vợ em đi chơi một tí xong là được, em cứ làm một tí lên nhà nhá, nắng lắm chị ạ. Đi chơi ở đâu? Đi lên trên này. Đi xem lợn đã. Bẩn lắm. Bẩn. Đây này. Bẩn lợn này. Đặt rồi. Bẩn quá. Bẩn đẹp hôm nay. Lợn đẹp hôm nay. Đây lợn nhà anh Hoa này. Đẹp hôm nay. Cười đây. Đấy kẹp này, đây lấy cỏ cho nó ăn. Cái ăn thịt có tí bẩn không? Không, nhưng mà hôi lắm. Này hôi cái gì? Em đẹp lắm rồi. Anh đưa đi xem đồng nhà anh, đất nhà anh nhiều lắm. Sau này mà ở trên quê em sống trên kia thì anh bán hết cái này. Này trồng ô đi trời. Nặng lắm mình cầm tí ô mà cũng nặng luôn. Mỏi hết tay rồi. Tí này ra mới lại ra mỏi tay rồi. Bây giờ em cùng lắp xuống mai. Đợi hết tay em. Chị ơi nắng này chị làm một tí xong là chị lên nhà nhé. Em đưa. Cái này chị làm quen rồi loáng cát là xong. Em đưa vợ em đi xuống dưới xem đồng tí. Để chị đi. Em cứ đưa vợ đi chơi lúc về nhá. Vâng. Làm việc thì bảo nắng không làm được, đòi đi chơi. Tất cả đây là họ hàng hết. Đây,
đồng ruộng nhà anh từ đây là xuống tận dưới kia có một cửa to nữa. Trên trời nó đẹp không? Có ruộng có trà sữa đâu. Trên kia phải uống trà sữa à? Trên này sống cũng cần trà sữa. Muốn trà sữa. Cô giáo thì dịu dàng, hiền hậu. Chuyện này thế thôi. Riêng suối ở đây nhá, em bắt đầy cá luôn. Bây giờ trời nắng nó không ra đây phơi nắng ấy, chứ còn cá mà phơi nắng bây giờ nó ra đầy suối rồi. Kia to đấy. Ui đây đây, cá xuống cống rồi đấy. Nước trong không? Nước bây giờ đấy, xuống có bát lấy múc uống luôn. Nước trong có cá nhưng mà không có trà sữa. Cứ phải trà sữa, uống nước này mát hơn trà sữa nhiều. Đây anh đưa đi xa xem cánh đồng của anh tiếp rồi này. Sữa là được, trà sữa gì? Cái này đến nhà không chiều anh được, trời mát mát cho nên chỉ cần chiều mát anh được. Quê anh ngoài cái hoa đỏ không có cái gì đẹp hơn. Hoa so với em thì hoa còn xấu hơn, nhưng mà anh hái hoa này, hái lên mái tóc của em thì đẹp nhá. Quê anh thì có loại hoa này này, hoa đẹp lắm này, cài lên đây nhá. Vợ anh rồi, xinh nhất cả làng cả tỉnh luôn. Cả tỉnh nhiều khi có từng người đi thi hoa hậu thì anh không nói, nhưng mà kể cả hoa hậu anh lấy vợ, vợ anh là xinh nhất đấy, đẹp chưa? Thôi đi về. Đây anh hái cho thêm bông nữa nhá. Ở chỗ anh thì không bông có này cái mới gì. Đẹp này đó. Đây anh hái hai bông này. Đây anh có lấy chỗ em anh... đây là hoa đầu tiên mà về quê anh ấy, còn anh nhiều hoa cài. Đẹp nữa. Anh có cài không? Em cài cho đây. Không, anh không cài đâu. Anh là hoa súng ở trên nở hơn. Uống trà sữa ở quê anh thì chỉ cần đẹp thôi. Đẹp mới ăn được. Ôi, chị vẫn chưa nghỉ à? Chị làm nốt cái này. Thế em phải đi hộ chị đi làm. Đi, làm hộ chị gái là có một tí cho anh lên giặt quần áo.
sang chị gái chị cứ bảo cho. Làm đi, làm dần ở đây, đi hộ nhổ tí cỏ đi cho xong đi nhé. Tí tay hết tay em rồi. Về anh rửa cho cụ. Thế mà anh nên về giặt quần áo, biết là em không biết giặt quần áo, toàn em giặt bằng máy nghe. Em sang chị khác vào. Chứ để cho em sang thì chị bảo em ấy nhổ cỏ nhá. Không, nhưng mà em có biết nhổ không đấy? Chị bảo nó. Em nhổ đâu. Ra đây chị bảo này. Đi ra đây nhổ đi cho anh. Làm dễ không ấy mà. Có tí đấy làm nốt cho xong ấy nhá. Đây chị làm quen rồi làm dễ không ấy mà. Đấy em ngồi xuống chị bảo đây. Bảo nói chị nhá. Cái này làm sao dám ngồi chị? Ngồi xổm đấy. Nhổ nhổ này này không sao đâu mà. Bẩn tí mới về mình tắm rửa sau. Cầm cái này xong ngủ này. Ngủ dễ mà. Giờ lúc là xong mà tí chị làm quen chả thấy sao làm dễ lắm đây ngồi đây đây ngủ mạnh tay sao dám cầm chị cái này chỉ có mà chả có gì bẩn đâu nhổ tận gốc đi chứ em đây nhổ tận gốc đi chứ em phải cầm tận gốc này mà nhổ nó mới lên thì mới bẩn lắm chị ạ. Cái hôm nay bao giờ tự nhiên hôm nay em nhổ cỏ làm dần thói quen em ạ. Đây thấy nhổ dễ đó. Em chưa nhổ bao giờ à? Chưa, em có phải bảo này em nhổ tận gốc này nó mới dễ này. Nhổ mạnh vào nó mới lên chứ. Cái này làm dễ không rồi. Ngồi xuống nhổ đi em. Này. Để phải nhổ cái như này. Lúc này nhổ cỏ này là không mát ở quê. Mà sao mà khá nhỉ? Lắm rồi. Thế bình thường mà. Bình thường chị làm suốt thì chả bình thường ấy. Anh có làm được đâu. Bắt em đi nhổ cỏ đi. Nhổ trên quê thì phải nhổ cỏ chị em á.
chồng mà. Chồng chị đó. Chồng chị thì nói chung là anh lằng nhằng thì chị bỏ ở đây. Chị ơi, chị làm gì ấy? Thế à, chị chúng em à. Chị xin lỗi nhé. Chị đi ra tay chị bẩn này, đừng có sờ vào người em. Chị xin lỗi để chị thôi, chị đừng có sờ vào em làm cái gì nó bẩn thêm ra. Chị bình thường mà, chị thấy bình thường có thấy bẩn đâu. Bình thường cái gì, chị các ngày chị cắm đầu đi nhổ cỏ này và thay chồng chị bỏ. Này em nói lại đi, xúc phạm chị vừa vừa thôi. Xúc phạm cái gì, bây giờ chị xuất hiện cắm đầu chị nhổ cỏ, chị không biết làm đẹp quê cho mình thì ai người ta thích. Nhà quê không làm mấy cái này làm cái gì. Thế chỉ có chị mới ở từ đây thôi. Thế em không có nhà quê em ăn cái gì, chị hỏi em ăn em cái gì. Em cần gì nhà quê, em ở kia em đầy tiền. Em xúc phạm chị được vừa vừa thôi. Chị suốt ngày chị nhổ cỏ, đất thì bẩn mà sâu thì nhiều. Em mới biết cái gì mà xúc phạm chị. Vừa ngứa vừa bẩn, cứ cắm đầu vào đấy thì ai mà ở với chị được. Không ở được thì em về thành phố đi chị. Em mà là chồng chị em cũng bỏ đi rồi em. Thôi em về nhà nghỉ đi để chị khác làm. Chị không em về luôn đây, em cần không em ở đây. Về đi, về đi. Chị đừng có lại gần đây em đánh nó đấy. Chị bận này mà chị cứ đâu phải. Giỏi nhỉ, mới về làm dâu ngày đầu mà đã đòi đánh chị rồi. Chị đi lấy chồng rồi mà chị cứ về ăn bám ở đây, chị mới là người. Thì đây là nhà chị mà, nhà mẹ chị có quyền mà. Nhà mẹ chị nhưng mà chị đi lấy chồng rồi, chị còn về đây ở làm cái gì? Thế là ví dụ em mà ở đây, đây là nhà của em ấy. Thế em mới về em đã có quyền đuổi chị rồi. Bây giờ bụng em đang có thai rồi, em chắc chắn nếu mà em mà ở đây là em nhà của em ấy, chị không có được ở đây nữa đâu. Nhưng mà chắc gì đó là thai của chị em cậu của chị nhá. Chị đừng có xúc vào em như thế. Chị mà cứ nói em thế em bảo chồng em ấy. Bảo thì bảo, chị sợ gì, chị nói sự thật. Chị có xúc phạm em đâu, chị nói sự thật. Chị bảo là bụng của em, con của em không phải của em trai của chị đi. Chưa gì. Lại bảo không xúc phạm. Chưa cưới đã bảo có thai. Chị đứng dậy nói chuyện đàng hoàng với em. Chị đừng có vừa ngồi vừa nói chuyện với em như thế. Chị đang bận làm, em không làm thì tránh ra để chị làm. Chị đứng lên để nói chuyện với em. Chị xúc phạm em xong bây giờ chị ở đấy mà chị không làm việc á. Em đi không làm được thì em về để chị làm. Không làm em không cho chị làm ấy. Em là có gì quyền gì mà cấm chị. Chị vừa xúc phạm em, bây giờ em không cho chị làm nữa. Chị ngồi làm em làm được không? Em làm được không? Em không làm được nhưng mà em không cho chị làm nữa. Chị vừa xúc phạm em, không bây giờ chị nói chuyện đàng hoàng với em. Nói chuyện đàng hoàng với em, không chị phải làm gì. Chị không thèm cái với em về nhà đi để chị làm. Em không về, không phải nhổ gì cả. Chị nói chuyện bình thường đàng hoàng với em. Chị nói chuyện đàng hoàng, nói gì đàng hoàng. Chị vừa xúc phạm em, chị bảo con của em không phải của em cha chị. Bây giờ chị nói đi. Em xúc phạm chị trước. Em đã làm gì chị? Nhưng mà em nói, chị nói sự thật. Chị chắc chưa? Chắc chắn. Chị, em bảo rồi chị không được nói em như thế. Con cẩn trọng chị. Tại ai? Em như thế. Tại ai? Anh ơi. Chị mẹ con chị đòi đánh em. Đánh làm sao con nổi em. Rồi à? Anh lão à? Có ai đâu kêu. Chị đâu, chị đến đâu? Chị xin em không. Đừng làm thế với chị. Chị bảo đó. Chị bảo mẹ đấy. Chị đọc em thả cho chị dễ thế á. Không dễ thế đâu chị. Mày giỏi mày chơi lén à. Mày không ai cứu được chị đâu. Chị đang kéo tóc của em á. Không ai cứu được chị. Ôi, ai không em ơi chị. Hai chị em làm gì đấy hả? Chưa cứu em. Này, chị làm cái gì nhà em đây em. Chị làm cái gì thế? Lại hai chị vợ em lại đánh này, nhau thế? Chị đánh tại em vợ em. Chị lại vừa nhổ cỏ lại đánh nhau rồi. Vợ em đánh chị.
ai biết đâu, chị cứ xúc phạm em rồi chị đánh em, em chị bảo lớn em lớn là sao chị? Chị lại đánh em. Nhà em thế, sao lại đánh Tâm thế? Chị giả đồ chị sao lại vẫn làm như trẻ con thế? Đây, làm tại chị này đâu này. Em phải nghe bần chị giải thích chứ. Chị tắc em này, có thai có phải của anh ấy. Sao rồi chị đánh em đây này? Nó đang bảo bầu em đấy. Xúc phạm chị trước, bảo chị không, có đúng không? Ra đúng gì rồi, chị bỏ chồng không? Thôi, chị bỏ chứ phải chồng chị bỏ. Đứng dậy xem nào. Chị đánh chị, em cứ hết tay rồi như này. Bảo hết này này. Bắt nạt. Đánh chị thế. Đánh chị cái gì? Hay chị em mà bảo đi nhổ cỏ tí thế mà. Thế chị có đúng mà... chị bị chồng bỏ không? Đừng có đúng nói chị. Đúng nhưng mà thế. Em không được xúc phạm chị thế. Là chị gái đúng rồi, còn gì nữa? Chị đánh em gì nữa? Thế mà hai chị em vẫn đánh được nhau, đánh chị. Chị đánh em đâu, em đánh chị trước. Thế anh nhìn thấy ai đánh? Chị cũng thế đấy. Chị em đang thấy chị là người bóp cổ vợ em đấy. Chị lớn tuổi. Chị không như em nghĩ đâu. Không phải mắt em nhìn thấy như thế là như thế đâu. Đây xem này. Em hỏi vợ ký vợ em xem ai mới là người sai. Chị bảo, sai ấy. Em thấy chị là chị đang bóp cổ vợ em rồi. Chị chỉ bảo vợ em nhổ cỏ. Bảo cái gì? Chị bảo em không phải con của Tư rồi còn gì nữa. Tại em chê chị nhà thế quê này không? Thế có đúng chị nhà quê không? Hết điện thoại mấy nhà quê chục thì triệu sao? Thôi dậy đi. Chị dậy xong rồi làm nốt đi. Còn hai chị em mà đi làm tí cỏ mà cũng đánh nhau thế này thì ở làm sao với nhau được nữa. Em bảo rồi. Chị không biết chị có vậy. Em ở đây không có chị ở đây đâu. Chị không ở đây chị đi đâu được? Chị về nhà chị đi đâu kệ chị. Đây cũng nhà chị bây giờ chị có nhà đâu mà. Chị đi lấy chồng rồi chị về đây ở làm gì? Đừng nói chị như thế. Đấy, xem là hai chị em làm tí là đã đánh nhau rồi. Đây chị dậy đi. Kệ này. Anh kệ chị đây. Anh lấy chị làm gái của mình ấy. Em chị dậy đi. Anh đưa dậy, em về phố đi. Em không ở đây nữa. Vừa về hôm qua xong này. Hôm qua thì hôm nay em đưa vợ em về đi. Đi về đi. Chị khắc làm. Đấy, chị làm xong nốt nha em. Ở đây hai chị em rồi. Làm tí nữa cãi nhau rồi em chịu luôn đấy. Bận hết người. Chưa gì dám đánh người ta. Đi về đi. Về. Chị làm nhá. Cậy có vợ có chồng bắt nạt. Xem quần áo của anh kia còn phơi phơi. Đã chị ấy. Bố chả mà phụ nữ khổ nữa là uống nhà bố hiểm mùa bom như thế đại hiên ngăn tay dàn bố đây là bố chả à cái tay miền dàn con bố mồm mồm nhá mồm cái ruộng à kiếm ruộng có đau chỗ nào không? Có chỗ nào cũng đau chị đánh em. Mới đến đây mà vừa được qua cô mà hai chị em đánh nhau. Tại chị cứ bảo con em không phải của anh ấy. Chị em lại nói thế. Ai biết đâu chị cứ bảo thế. Chỗ nào cũng đau. Anh đưa em về phố đây, không phải đây được không?
Vừa mới đây đến đây ở với mẹ. Em bảo em không về đây rồi, em cứ đưa đi rửa chân tay. Ý mẹ quan trọng vừa về đến nhà. Mẹ lần nào. Chị ơi, chị về đi. Hai chị em làm như thế nào thì lại đánh nhau thì về em hỏi tí thế nào. Đi đi lên nhà đi. Chị về đi. Nó còn trẻ, nó có khi nó sai thì đi về nhà em hỏi nó xem nào. Chị không về đâu. Cầm nón xong đi về với em để em hỏi chuyện. Chị không chấp nó làm cái gì, nó còn trẻ mà. Này, cầm dao đi về đi. Không phải bực ở đây thì chị làm cái gì được, đi về nhà đi. Đi về có cái gì phải nói chuyện với nhau đàng hoàng chứ, hai chị em lại giận nhau rồi. Đi rửa chân tay đi. Hai chị em đi, đi rửa chân tay đi, có cái gì em phải quyết cho hai chị em thì nó vừa đến đây, hai chị em nó xung đột với nhau rồi. Sao rửa tay kia xong rồi vào nhà đi, vào ngồi cho mát. Rửa đi, mình rửa. Đấy, em là thế đấy. Nhưng mà xuống đi rửa trong chân tay vào nhà đi. Thế bây giờ mấy câu chuyện là em sai hay chị sai? Chị sai, em có làm gì đâu. Thế chị bảo em sai. Chị sai. Thế bây giờ anh chả biết ai sai, ai đúng thì ai đúng người đấy nhận em thôi. Không biết, anh đưa em về đi. Thế lại em nói chị như nào? Em quên gì chị đâu. Em bảo chị quên mùa rồi chồng bỏ xấu xí này nọ. Có đúng chị bị chồng bỏ không? Như thế mà em cũng nói được. Biết là chồng bỏ thì em nói thế à? Thôi chị không đừng có chấp nó. Chị rửa tay xong vào nhà đi ngồi. Nó còn trẻ, chị không chấp nó. Đi vào nhà đi. Em sai người ta tự biết, tự nhận thức mình như đúng. Chị ấy, em nói ngồi. Chị có tí đâu. Vào nhà ngồi kia để anh bật bật cho. Đấy. Có tí gió là đâu? Trên này sướng, trên này rồi.